Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho các bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này rất là đặc sản của bác. Đây thì ở đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi của bác ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết của bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng của bác này. Anh nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo ở bản em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Khách Việt Nam đẹp đẽ không? Đang sát tương đối đâu? Cho nó bằng xong là còn 120 chạy vòng quanh nữa mà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà làm cái phần móng nhà của ba ông cháu tới đâu rồi cô bác. Sáng nay thì các anh thợ thì đã đào hết xong cái phần làm móng rồi. Bây giờ thì tiến hành vào là làm móng cô bác. Đấy, bây giờ thì sẽ để một chút gạch xuống cái phần móng, rồi thì lúc nào mà để hết thì các anh thợ sẽ đan sắt để lên trên cô bác. Còn như cái phần này, như cái chỗ này thì sẽ đào sâu hơn. Chỗ này thì sẽ phải đổ cột ở đây luôn này cô bác này. Sáng nay là đào xong rồi anh Vinh? Sáng anh xẻ gỗ à? Anh xẻ luôn cả gỗ rồi à? Này thì bây giờ đang để tầm mấy hàng anh? Ba hàng gạch à? Để tí đo thăng bằng phát. Rồi tí nữa xếp bên gạch vào xong lại dùng thước thăng bằng để đo lần nữa anh. Để thăng bằng xong mình mới làm được cái dầm chứ. Chỗ nào vắng thì mình thêm dứa. Ở đây thì nếu mà lấy được đá các bác thì dùng làm đá thì cũng được, nhưng mà do là không lấy được đá cho nên là thay bằng gạch như này cũng được cô bác này. Thì bây giờ thì để một lớp hàng gạch rồi thì sẽ đan sắt ở bên trên nó. Xong là bắt đầu đổ vào cái phần móng nhà rồi. Mai thì chắc mới được đổ cho anh Vinh nhỉ? Vâng. Mai trường đâu à? Được cái dầm.
Mà không, em bảo là đổ dầm ấy. Chạy dầm ấy. Mai người về thì người làm sắt, người xây. À. Ván thì đủ rồi. Thế sáng nay là anh cưa ván này luôn rồi à? À. Sử thì mới lên đây à? Ông này, ông ấy đâu rồi? Ông ở nhà. Ông ở nhà. Vâng. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Em Sử là cháu Lực cũng có dặn rồi, phải bảo là lên trên nền nhà của em ấy là xem là đội thợ có cần cái gì không. Nếu mà cần thì có thể là điện cho cháu Lực để đi xuống ấy mua luôn cô bác. Ôi, luôn mới nổ. Ôi. Hôm qua thì bảo là mua dây điện cho anh em thợ ấy các bác thì lại quên mất. Hay là Sử lấy xe máy chạy xuống đi, xuống anh mua lấy dây điện nhá. Vâng. Đi xuống xá. Một cái bóng một cái ổ cắm đắp đây luôn cho nó sáng. Lấy một cái ổ cắm với lại một cái cắm một cái đuôi một cái bóng. Dây điện thì bây giờ lấy dây bao nhiêu thì mới tải được đây anh? Cần bao nhiêu? Cái này lấy Trần Phú luôn à. Trần Phú à? Vâng. Sử bây giờ đi xuống nhà anh Hương này nhá. Vâng. Nhà anh Hương ấy. Vâng. Nhờ điện cho anh Hương này. Hai em Sử thì ở nhà là tranh thủ là cũng đi chở thêm một chút cát này cô bác. Cháu Lực cũng để lại xe cũ của cháu Lực cho em Sử cho nên là ở nhà em mới rảnh thì em mới sẽ đi chở luôn. Vừa đi xuống xá à? Đi xuống xá à? Đưa này mua đâu ấy? Sáng nay mua à? Để tận đâu ấy? Cát này có vẻ lai dễ hơn sỏi nhờ. Bê đâu? Nó này nó chọc được này. Ờ. Làm lù khuấy luôn. Thì. Từ từ à. Đây à. Đâu, thế để bên đây đây. Thôi, bỏ cái này lại. Thôi à. thôi. Bỏ này xong rồi. Hôm nay thì bà con này ra hộ nhà bên kia làm hết rồi à? Vâng. Nhà bên kia đang làm nhà mới đúng không? Ui giời. Phê đấy. Hôm qua ông mang trâu đi chở mà. Sử Hải có biết không? Sử có biết không? Đúng. Mang trâu đi chở thì thật sự ra là rất là chậm các bác. Bây giờ thì dùng xe máy đi chở thì một ngày thì có thể chở được là mười mấy 20 chuyến đấy các bác. Nếu mà một mình em Sử tự chở đấy, ở đây thì em mới rảnh chút nào thì em mới đi ra chở chút đấy thôi. Ôi ôi Sứ ơi, cũng anh Khiêng ăn, nắng lắm, không được đâu. Ui ôi. Đào rộng thêm mà anh. Nó không vừa hàng gạch à? Đấy, cái bếp thì ở đây luôn này các bác. Cái bếp như này thì cũng khá là rộng. Còn ở bên này là cái nhà vệ sinh rồi. Cái bể phốt anh định tính đào đâu? Đào đấy luôn. Đào đấy luôn à? Vâng. Đào hết cái dầm này xung quanh thì xong mới đào à? Ở đây anh chưa mang chân màn lên ngủ à? Dạ. Thiếu đất thì mình gạt ở trong nhưng bắt đầu mới đẩy. Đây anh chưa mang chân màn ra đây ngủ à? Mai à?
con cháu là làm tới đâu thì cháu Lực sẽ ghi hình lại tới đấy cô bác. Thế có những hôm nào mà cháu Lực bận, cháu Lực không có lên được thì bạn Hiệu sẽ lên và ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Đấy, ở đây thì bây giờ nhá, bây giờ là để một hàng gạch như này cô bác này. Thì đến là ngày mai thì ở đây sẽ đan đan cái răng này chạy xung quanh. Thế hầu như là ở dưới xuôi thì nếu mà cô bác cũng đã từng làm nhà thì cũng đã biết rồi rằng là mình dùng cái gạch để phủ hết dưới cái phần móng nhà rồi thì lúc đấy mình mới đan cái sắt lên. Đấy, như ở đây thì bây giờ đang còn nước cô bác này, rất là tiện luôn. Nước ở đây thì mình có thể tận dụng lại dùng để xay, dùng để dùng nước để mà mình xay luôn. Đấy, hôm nay thì đáng lẽ ra là mấy thanh niên kia sẽ ra chở cát tiếp nhưng mà nhà của chú ở bên kia cô bác, cái ngôi nhà mà cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi đấy, là đang gỡ nhà cho nên là người ta tập trung hết ra bên đấy để hộ cùng nhau làm cái ngôi nhà đấy cho xong. Thì đến lúc đấy thì hết rồi thì người ta mới lại ra hộ, người ta mới lại ra chở cát ra cho cháu Lực được cô bác ạ. Đây, bây giờ thì hiện tại là cát thì vẫn còn nhiều thôi cho nên là cũng chưa có vội cho lắm cô bác. Sáng nay anh cưa ở đây cưa một cây rồi anh? Hơn 2 cây đấy. Hơn 2 cây rồi à? Như này thì có đủ chưa? Chưa đủ đâu chứ? Đủ anh. Đủ á? Anh tính đủ. Nhưng mà cái cột cột đủ hết cột chưa? Bây giờ đủ hết cái dầm xong bắt đầu lại tận dụng cái này mình lại ghép cột. Vâng. Cái này cái 3 mét là hơn 30 tấm. Này được hơn 30 tấm rồi à? 30 tấm còn là được 7 tấm ngắn 2 mét. Cái máy này là máy của anh à? Anh tự mang về cưa luôn à? À, tận dụng. Máy này, con này mua bao tiền anh con này? 27, anh mua là hơn 10 triệu à? Ủa thì cũng đắt phết nhỉ máy cưa này. Thế ở đây là nếu mà ai thuê anh đi cưa là anh đi nguyên đi cả cưa đấy à? Cưa anh đi, nhà bố anh đi. À. Thế là nhà gì cũng làm được ấy nhỉ? Mới một kiểu nhà mình cứ có là mình đi. À. Hay ở đây thì ngôi nhà của ba con cháu ấy cô bác thì là làm cái ngôi nhà cấp 4 thôi cho nên là các chi tiết thì nó cũng chưa có phức tạp cho lắm, không phải làm cầu thang các kiểu lên đâu, chỉ cần mình xây lên xong mà làm cửa thôi cô bác. Đây còn cái chỗ này thì sẽ để làm cái phần cột nó lên luôn cô bác ạ. Ôi cái này chưa mua cái tấm kia lên đâu anh nhở? Cái tấm này mình sang cắt đây. Ôi này đi chở cái cắt ra, cắt xay bao nhiêu mày đằng ế này, chậm chân rồi. Ồ, sô bồ như nào. Ồ, đồ tên em bên nào. Mất ta ào lại bằng đen. Mặt này kia rất là tí cột à. Tí cột. À lấy sao đổ mà này thì mấy hiền ở bên này gì mà tiền này không này? Đang lẻ, mà mét đó chứ mẹ. Mét không? Mét đó xử tới phải mang chứ mẹ, thử tới luộc này mát chứ. Từ hôm nay có vẫn mì mát hiền chứ. Từ hôm nay có vẫn đổ mát hiền. Cái đổ mát hiền thì tiền bao nhiêu tiền này á? Cái là thì nó đi ăn đồ thằng này chung. Thì nó đi ăn đồ thằng này chung. Đồ có tuần ít hả? Đồ con này thằng ba chung. Mít cung này nè. Cung bài bà đồ. Cung bài bò à? Cung bài bà đồ à? Tao bò ta. Ừ. Cung bài thằng bà mít rồi mấy? Văn là xin bà đôi bụt kể. Cung bài biết rồi mấy? Văn là xin bà đôi bụt kể. Mô. Mà có vấn mấy bạc tù. Bạc tù thì lên bài mấy? Bạc tù thì lên bài mấy chứ mấy? Bạc tù mốt hơn này cho ông xin à. Ồ bạc tù nó thay đổi à? Hốt thì lên này, lên này. Thì nó mà để lên này nữa. Lên này hốc cái số ở bên đây được không? Chìm nữa mới ăn bếp củi vô. Bếp củi là nha.
Bếp ga, bếp. Bếp ga tới lên này. Bếp ga này. Thì tôi mới cống này cho. Đây. Cống chiều, chiều dài dài lên 1 nhân chiều cao. Dài. Bị làm sao? Hả? Bị làm sao? Ui, bị kẹp vào cái cây à? Ui, được rồi, được rồi. Phanh không ăn đúng không? Ồ, xăng nó đổ ấy, xử ơi. Không phải vừa rồi là xử nó xăng thừa nó là sao? Đấy, cái phần cát này thì bây giờ vẫn còn tha hồ dùng được các bác. Vừa làm vừa nghỉ ngơi xử nhá. Ở chỗ này là bị hỏng rồi à? Hỏng lâu chưa? Cái này hỏng lâu chưa? Lâu rồi à? Ôi, xếp sắp được hết gạch rồi nhỉ anh nhỉ? Hả? Ừ. Tàu lấy bóng rồi mày. Đúng rồi. Ở túi tại này mày. Lấy cửa sổ. Phòng khách thì muốn một cái thôi. Cửa chính nó đã to rồi, xong rồi cửa sổ của nó thì cũng to nữa. Thì là một cái thôi. Nhưng mà ở trên cái cửa là phải có cái lỗ thông ấy nhá. Thông gió ấy. Cái này cái gì đây anh Vinh? Dạ, cái này chua lắm á. Ôi cái này đỏ đỏ này các bác này, trong này toàn thân là đỏ này. Cái này gọi là cái đội làng bạc, làm bạc cái kia nó lấy đi rửa bạc ấy. À cái này là mang đi rửa bạc à? Chua anh ấy này. Chua hơn chanh. Chua hơn chanh quá. Này thì ở trên vùng cao để mang đi rửa bạc hay sao ấy. Đấy còn là em xử thì Trấn Lực cũng để xe lại cho em ấy cô bác. Thành ra lại em ấy rảnh lúc nào thì em ấy sẽ đi chở một chút luôn. Được không? Đường này nọ chở nhiều quá nên ra là bây giờ nó trơn rồi. Đấy mặc dù là không có mưa đâu các bác nhá, nhưng mà đường nó vẫn còn là trơn. Xử đấy bây giờ gọi là đi xe thì cũng thuần thuộc ở trên cái con đường này rồi cô bác ạ. Ô mọi đồ thẻ nào à?
Tôm đi mày. Phòng khách là tổng là 10 mét vuông anh, 5 mét vuông, 10 mét vuông anh nhỉ? 5 10 mét vuông. 25 mét vuông. Nguyên cái phòng khách là 25 mét vuông rồi cô bác, 25 mét vuông thì nếu mà cô bác biết là cái diện tích nhà mình là bao nhiêu mét vuông ấy thì cô bác có thể là so sánh với lại cái diện tích nhà mình với lại cái phòng khách của nhà bao cháu thì theo cô bác thì có rộng không cô bác? Thế còn cái chỗ phòng ngủ của các em thì thật có rất là nhiều các bác muốn nói với cháu Lực là nên làm 3 phòng ấy. Thật sự ra thì bây giờ mình làm 2 phòng thì nó cũng được rồi các bác. Bây giờ làm 3 phòng thì thành ra là cho mỗi ông cháu là mỗi người ngủ một phòng. Thành ra là như kiểu là bơ vơ có các bác. Em Hải với em Sử thì ngủ, hai anh em ngủ từ... ngủ với nhau từ rất là lâu rồi, bây giờ bảo rời ra thì hai anh em cũng khó ngủ các bác ạ. Hay còn là cháu Lực cũng nói là rất là nhiều rồi, với lại ông, với lại em Hải, với lại em Sử. Cái ngôi nhà này thì không phải là làm cho ông hay là làm cho em Sử hay là làm cho em Hải cả, mà làm cho ba ông cháu của bác. Đấy, để sau này mà lớn lên em Hải với em Sử mà đi ra ngoài mà làm mà có tiền rồi thì hai anh em sẽ lại góp với nhau. Rồi sẽ làm một cái ngôi nhà, có thể là làm ở bên hướng bên kia cũng có được này cô bác này. Đấy, ở bên này kia thì chỉ cần là đào xong là làm cái hướng ngôi nhà nó quay về đây thì lại được là một cái ngôi nhà mà hai anh em ở gần nhau rồi cô bác. Trong cái quá trình mà làm nhà thì nếu mà cô bác anh chị mà có ý kiến gì muốn đóng góp thì có thể điện thoại cho cháu Lực qua cái số điện thoại mà cháu Lực để trên màn hình, hay là để những cái phần bình, những phần góp ý của cô bác anh chị ở dưới phần màn hình nữa cô bác. Cái sắt này là đan để đai hả anh? À, để làm cái đai vòng sắt đúng không? Thế còn là mấy cái sắt to cái thì mình để làm cột à? Cột ở đây à? Kia anh. Không to kìa. Làm mình làm cái đĩa cột đúng không? Đấy, mấy anh em thợ thì cũng làm rất là nhanh rồi cô bác này. Ở đây thì làm hôm qua là phần là hôm qua là đào móng này, và đến hôm nay thì cũng đã đào xong rồi, và đến hôm nay thì gạch thì cũng đã xếp xuống hết rồi. Ngày mai chỉ cần việc đan sắt xuống nữa thôi là được đổ móng đấy cô bác. Đổ móng thì đến lúc mà đổ móng thì xây rất là nhanh thôi anh Vinh nhỉ. Hiện tại thì có thể là làm hơi chậm một chút, nhưng mà đến lúc mà xây thì nhanh nhỉ anh nhỉ. Đấy. Lúc móng đúng không? Móng là phải làm tỉ mỉ đúng không anh? Đấy. Cái móng nhà thì muốn nó chắc chắn thì là mình phải làm rất là tỉ mỉ này cô bác này. Hay ở đây nếu mà như cô bác có theo dõi được cái thước phim mà bạn Trình bạn ấy chia sẻ lên thì dùng trâu ra để chở cô bác, cũng có rất là nhiều cô bác anh chị cũng có nói với cháu Lực rằng là tại sao mình không mượn cái sức trâu để mà chở cô bác. Nhưng mà trâu nếu mà nó chở nó chỉ chở được tầm 2 đến 3 chuyến thôi là nó mệt rồi. Trâu này thì nó chỉ chuyên về cày thôi chứ nó không phải là chuyên về
về chở, cho nên là nó những lúc mà mình nhìn thấy trâu nó đi thì cảm thấy là cũng là tội cho trâu. Bây giờ thì xe cộ mọi cái thì có nhiều rồi, thành ra là mình có ở đây thì thuê người ta chở luôn. Đấy, như cái phần vận chuyển như này. Đấy, hôm nào mà các thanh niên kia mà rảnh thì cháu Lực thuê là hôm đấy chở. Ở đây thì cháu Lực sẽ lấy khoán luôn chứ các bác. Cháu Lực không có tính theo từng bao một cả. Nhưng mà tính theo từng bao một thì nó sẽ rất là lâu. Bây giờ lấy khoán cả một cái khối thì chở được bao nhiêu. Hay hôm nọ thì phần gạch trên này là các bác này, cháu Lực lên là được 2 hôm. Tính ra là được 1 hôm thôi, hôm đầu là chở được một nửa buổi. Xong là mưa thì là không có chở được. Đến hôm sau thì mấy thanh niên lại chở hết, chở hết luôn. Lúc mà hết thì chỉ có tầm 3 giờ chiều thôi là hết rồi. Trong cái quá trình mà anh em mình làm với nhau thì anh cảm thấy là có cái gì mà cần em hỗ trợ thì anh có thể bảo em nhé. Chắc 1-2 hôm nữa. 1-2 hôm nữa à? Thì chú lại bảo là đi Hà Nội chơi thì chắc lại không đợi được chú. À. Đấy là nói xuống Hà Nội chơi với anh thôi, như bây giờ xuống Hà Nội chơi là bị lạc đấy anh ạ. Em xuống đấy bao giờ đâu? Em chưa xuống Hà Nội bây giờ đâu ấy. Toàn ở trên vùng cao. Đâu em đi được 5 tháng rồi mà. Đi được 5 tháng rồi về. Ai đã từng đi Trung Quốc chưa anh Thanh? Đó. Anh từng sản xuất con người từ Trung Quốc về đấy. Nói chung ăn cơm Trung Quốc. Hôm nay thì chỉ có hai anh chính là anh Vinh với lại anh Thanh thôi. Còn là bác bên kia với lại em bên kia thì là phụ. Đây em Sử thì đang ở nhà một mình. Ở nhà ấy cô bác không có việc gì để làm thì lấy xe của cháu Đức đi chở. Đấy, ở đây thì mọi cái xăng thì là cháu Đức cũng đều mua lên rồi. Thành ra là những lúc mà em mới rảnh thì em mới sẽ tiện thể là đi chở luôn. Đi đường nào ấy? Ngắm phải lên ngắm ấy nhỉ, đều đây được không? Bài sáng nào? Cái sắt này, cái cắt này thì là cắt tổng hợp này các bác này, cắt này chỉ chuyên là dùng để làm móng này. Xong là mình để đổ cái phần mái hiên nữa thôi. Đấy, còn nếu mà bây giờ mình muốn dùng để cắt xay được ấy thì mình phải dùng cái sàng về, mình sàng qua tầm 2-3 lần thì mới xay được ấy. Nếu mà xay mà mình để mà cắt, để mà đá nhỏ ấy, đến lúc mà mình xay thì thành ra là rất là khó. Đấy, các anh thợ ở bên kia thì phải nói thật sự ra là cô bác này làm rất là nhiệt tình luôn. Khi mà lên trên này thấy những cái ván gỗ này chưa có ván đấy cô bác, thì anh thợ tự về nhà mình là dùng cái máy cưa về để cưa, để làm ván luôn. Hôm nay thì anh cũng có cưa được mấy tấm ván ở đây này. Đây, ở đây thì cưa mấy cái tấm ván này ra, xong mấy đứa dùng để mình ghép cốt pha ấy cô bác. Đấy, ở chỗ này đây, sau này nếu mà cái phần quý nhà của bao cháu mà dư cô bác mua đá về làm kè lên, kè đây cái chỗ kè này, nếu mà kè lên cao cho nó bằng cái chỗ kia cô bác thì rơi vào tầm là độ là hơn 2 mét một chút này cô bác này. Đấy, kè hơn 2 mét một chút thì
sau này sẽ có một cái khoảng sân mà cũng phải nói là rất là rộng luôn cô bác ạ. Văn cô giải thủ văn ghép giả nương pan hốc cầm pan ạ, anh Vinh. Văn cô giải thủ văn ghép giả nương pan hốc cầm pan ạ. Xin nào lên pan ạ. Sắp bóng hốc thè gắn xử nào bên đây chứ mình đâu. Nó bảng tít ra đây á. Phải đổ cái phần móng thì bây giờ phải đổ xi với cắt trộn rất là đen đấy các bác, đổ xi nhiều hơn thì nó mới chắc được. Chăn đây tí mà thôi. Ôi tí chân chú bị máy mới lóc chết đấy. Nó mới xây cho máy đấy à. Mở cái máy bằng máy lóc không chịu chứ vậy. Mấy chú bên kia còn đi đảo xi rồi không có dùng cả đôi ủng luôn cô bác. Đây, hôm nay thì sẽ xong cái phần móng gạch trước này cô bác này. Thì ngày mai sẽ là mình đàn cái sắt này vào cô bác. Rồi sang cái sắt này thì cháu Đức cũng đã nói rồi, sắt này thì lấy phi 14 luôn cô bác. Đấy, nếu mà cô bác có biết là vật liệu phi 14 thì sẽ rất là to luôn đấy. Trong thời gian qua thì cháu Đức cũng rất là được rất là nhiều cô bác anh chị có nói với cháu Đức về cái quá trình mà làm nhà đấy. Thì có thể như là đến thời điểm hiện tại cháu Đức có thể cháu Đức chưa biết làm, nhưng mà cháu Đức cũng ngầm hiểu ra được suy nghĩ mà làm nhà xây ấy, thì mình nên chọn vật liệu nào, chọn những cái vật liệu nào thì nó mới tốt và chắc chắn, làm như nào thì nó mới chắc chắn đấy. Ở đây thì nếu mà ở dưới xuôi ấy, cháu Lực cũng có theo dõi được những cái thước phim mà thấy các bác ở dưới xuôi làm ấy các bác. Hầu như là bỏ hết cái cả gạch này, xả hết cả cái phần nền nhà luôn. Nhưng mà ở trên nhà bao cháu thì mình chỉ làm cái đổ lên trên cái phần mà rằng nó chạy qua thôi. Thế còn là đằng sau này thì vẫn còn dư rất là nhiều này các bác này. Đấy, sau này thì làm một cái ránh chạy đi ra bên kia. Đấy, bây giờ thì sẽ làm cái phần móng trước, xong này thì mới làm cái ránh của bác nhé. Bây giờ thì bác bác này anh. Thủ ván nào xây chứ chuẩn nổ. Cái nào móc hết rồi mẹ em. Em đừng cắt được cắt cực khẩn. Tối ngày mai là chắc là phải lên với đội thợ ăn cơm một bữa thôi các bác ạ, lên ăn cơm đấy luôn. Hôm nay thì thợ cũng chưa có mang nồi với lại bếp lên. Hay ở đây thì nhà bao ông cháu không phải là làm nhà từng các bác, cho nên là cây chóng thì cũng không có cần nhiều. Mấy nữa cần chỉ cần đến lúc mà mình đổ cái phần mái hiên ở trên này thôi các bác này. Đổ cái phần mái hiên ở trên này thì mới cần nhiều. Còn nếu mà như ra phía như nhà của em Quân bên Quyền Yển ấy, nhà của em Quân thì làm bằng nhà từng thì cần lúc mà đổ cái phần sàn nhà ấy các bác. Cái phần sàn nhà thì cần rất là nhiều cây trống. Hả? Ấy ông á cái sàng cắt vào nổ. Cầm văn lưu sắt xay cho lại ảo thắng. Văn lưu ảo thắng á? Cắt xay ổ lạc một tuốt này cái chỗ nào cắt xay à? Ngày mai ngày kia thì đan cái phần móng nó xong. Ngày mai ngày kia thì đan cái sắt này vào xong thì có thể chở cái cắt xay vào đây để luôn. Xong sàng luôn ở đây cô bác ạ.
Bây giờ nếu mà em liên suất này thì anh thuê lại em một ngày em trộn xi si thì bao tiền? Anh Vinh. Nồi cơm chú. Hả? À? Nồi cơm chú. Nồi cơm nữa. Ừ. Nếu mà rồi nhìn thấy nghe à. Nhưng mà bây giờ em con chưa biết xay thì em chuyên đảo cát thôi. Chiên phụ thôi. Nhưng mà thợ nếu mà phụ thì người ta lấy một ngày bao tiền anh? Dạ. Nhìn việc mà làm á. Bây giờ phụ nó cũng 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 nhiều phụ. Giờ còn anh đi đi hỏi nó bảo đi em biết xe này anh giả bao tiền một ngày, nó bảo là làm phải tuần. Đi làm xem anh mới biết. Phải cứ phải đi làm nó mới biết đúng không? Làm nó mới biết trả tiền. Cũng bảo làm một tuần xong anh mới biết nhìn công việc thì trả tiền trả công. Anh Vinh còn bảo nuôi ăn thôi, nuôi nguyên ăn thôi. Tao tẩy không nhau ngoài cho nó cắm nhìn. Hả? Ú, mà đây mình bật hố ổ, thì tái không nằm rừng, rừng, thì nào mà leo. Không nằm thì xuống được thôi, tổ ọc nai. Loà nô. Anh Vinh anh đun nước bằng cái ống này anh Vinh. Ống này á? À? Ừ. Nãy anh không gây ấm, anh không chạy đi xuống nhà của Sử ấy, mượn cái ấm lên đun. Không có. Không có. À. Mua chè không? Em có bán chè đấy. Hầu như là chè ở trên vùng cao này các bác này nhà nào cũng tự trồng được một ít cho nên là không có phải đi mua là nhiều. Bây giờ thì có thể hiện lên một chút cái phần móng rồi các bác nhé. Đấy, ở đây thì cháu Lực sẽ nói lại thêm một lần nữa các bác này. Đấy, bây giờ thì các anh sẽ đổ một hai hàng gạch lên. Xong thì
ngày mai sẽ là đan sắt xong là sẽ đổ vào cái phần móng nhà cô bác ạ. Thấy ở đây thì người ta còn chọn cái gạch gạch xi măng này cô bác, nhưng mà gạch xi măng này cháu Lực thấy không có được chắc chắn cho lắm, và các anh thợ cũng đã tư vấn cho cháu Lực rồi, mình dùng cái gạch này thì nó sẽ tốt hơn. Đã, mình phá đã. Cái này ở trên mình người ta có hay làm cái móng như này không anh? Có, mà bây giờ toàn làm móng như này thôi. Bây giờ chúng toàn làm móng bằng gạch hết rồi à? Chú nhàng đông kia nó còn chơi móng gạch bi. Cái gạch gạch bi, gạch xi kìa. À, gạch xi kìa. À. Nhà anh đông 3 tầng ấy nhỉ? 2 tầng thôi. Hai thất nó còn dùng gạch bi. Ở đây thì bây giờ nếu mà cô bác đang theo dõi cái thước phim này, cô bác sẽ nghĩ rằng là không có để sắt đấy cô bác ấy. Thế thì ngày mai, cái thước phim ngày mai thì các anh thợ sẽ là đan sắt để lên trên này cô bác này. Này em thấy ở dưới xuôi kia người ta bỏ hết cái này xếp vào đây. Nó xếp vào cả nhà luôn. Nó xếp vào cả cái phần nền, cái phần nền móng nhà ấy. Mấy à, thì lo hài. Điều khiển. Thế là điều khiển hơn à? Thế điều khiển hơn à? Em này đang yêu tôi này. Hải đi học về à? Cặp đâu rồi? Để trường á, sao không mang cặp về? Là cô giáo bảo để trường à? Thế có nhìn thấy cái gì đây không? Nơi này là đang làm gì Hải có biết không? Hả? Không biết đâu á? Tay của mày đi khỏi chưa? Ra đây chú xem nào. Nào mày chú xem chưa? Ôi dần khỏi một chí rồi. Mày phải nói là rất là tội của bác ạ. Hôm nọ thì mày ấy bị ong đốt này của bác. Thế bây giờ thì vẫn còn di chứng ở lại này. Đấy còn chưa có được khỏi cho lắm. Đấy mày thì phải nói là một đứa bé mà rất là đáng yêu của bác ạ. Hay. Hải thì đi đón mày luôn à. Đây đứng đây đấy nhá. Đứng đây đấy nhá. Mày nhá. Đứng đây đấy nhá. Nào mày chào các ông các bà đi. Con chào các ông bà. Con chào các bà. Con chào các ông bà. Con chào các ông các bà. Rồi. Đấy mày thì một cô bé rất là ngoan cô bác, năm nay mới được có 4 đến 5 tuổi thôi. Nào Hải. Đấy. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Vừa thấy anh Sử ở kia không? Không thấy đâu. Không thấy đâu à? Dạ. Chắc là lại chạy đi ra nhà bên kia rồi. Đây, ở đây thì các anh để xong lại dùng thước đo đạc rất là cẩn thận của bác này. Cái phần móng thì phải nói là mình phải làm kiên cố ấy, thì nó mới chắc cái ngôi nhà được của bác. Sau này thì Hải muốn ở phòng nào? Không biết à? Không biết à? Hôm nay ngủ với anh Sử nhá. Hay ngủ với anh, muốn ngủ với ông? Ngủ với anh Sử à? Ngủ với anh Sử thì có biết anh Sử có người yêu chưa? Không biết ạ. Không biết đâu à? Em bảo anh Sử bảo tán gái đi, bảo là đừng có tán gái vội nhá. Đấy. Giúp cho anh Sử lấy đi. Không ông không có ai giúp được video đi học ấy. Nè. Có phải thế không? Hả? Không biết ạ. Không biết đâu à? Không, nhà mình cắt chân trâu. Đấy, cái chỗ cột này thì phải nói là rất là sâu được các bác này. Đấy, đến tận đùi của cháu Lực luôn. Đấy, cái chỗ này thì không có phải là đất mượn đâu các bác này, đất này là đất cứng luôn các bác. Cái phần là đất mượn thì ở đây chỉ có một tí thôi. Ở đây là sau này mà không phải là cháu Lực nói đi nói lại các bác, thật sự là cháu Lực nhìn thấy là cháu Lực muốn nói luôn là sau này sẽ nếu mà làm được cái phần kè đá lên này, xong là xúc đất để vào từ cái chỗ mà cái cây sau mọc lên này, thì ở đây sẽ một cái khoảng sân mà phải nói là rất là rộng luôn đấy cô bác. Mày đi học có một mình thôi à? Hả? Rồi.
mày thì sắp có quà đấy nhá, mày sắp có quà đấy. Ôi tóc thì hơi bết rồi nhá, đi gội đầu đi nhỉ, xem đầu có cháy không thế nào. Trẻ con ở trên vùng cao thì nói thật sự ra là cô bác này có cháy rất là nhiều. Ui, đây này, ở trên đầu của mày thì có những cái vết tích mà ông đốt để lại đấy, đó là rất là tội. Ồ, rất là may là không có cháy đấy, hôm nọ thì đi nằm ở bệnh viện Hà Nội đấy, đi tận Trung ương. Hôm nay đội quân của anh vẫn còn thiếu hai người anh Vinh nhỉ? Thiếu à? Thế là mai mới lên hả anh? Thế như mấy anh em mình làm cho quá trình làm ấy, thì nếu mà các anh có công việc gì bận thì anh em mình nói với nhau một câu ấy nhá. Nào phải xinh này, phải lưu hốc, thằng này chưa được biển nè. Thằng bé này bạc túi này. Bạc túi này, hôm nay luôn. Hôm nay á, đi bên dạng càng nơi nổ. Tú hôm nay cao mà tông ăn cái cầm này, cái má nâng cầm tốt. Tốn nổ, người tao tốn. Tốn tốn chứ nổ. Cao mà thay xương thằng xương bao, thằng xương này vô lệ, hốc hức bạc túi này, chứ mà cái mẹ thằng càng. Nên mới chắc, cao mà tao hốc tông ăn, mới tao làm tao trường. Bây giờ thì anh Vinh phải nói là đo đạc lại rất là kỹ này cô bác này. Đấy, chỉ sợ là sai sót một chút thôi thì là phải nói là phải sửa lại rất là nhiều cô bác. Có khi là sửa lại như này thì phải là hỏng hết cả gạch, hỏng hết cả xi thôi. Say say khẩn không lạch đi đâu đâu. Anh Thanh anh Thanh thì phỏng vấn anh một tí anh nhỉ. Anh thì năm nay có mấy đứa rồi anh? Hai đứa à? Một trai một gái rồi. Thế là được anh nhỉ. Rồi. Có bí quyết nào không anh? Giờ không đẻ được nữa đâu. Không đẻ được nữa hả? Vợ bảo mệt lắm rồi. Năm nay anh được bao nhiêu tuổi? Anh 30 à? Năm nay 30 à? Anh thì làm nghề xây này được bao lâu rồi? Anh làm mấy năm rồi. Mấy năm rồi á? Mấy năm là chục năm chưa? Hơn chục năm rồi. Hơn chục năm à? Thế là từ năm anh, hơn chục năm là năm anh 19, 10, mười mấy tuổi là anh đi rồi à? Phải không? 17, 18 tuổi đi rồi. Thế anh, nhưng mà anh học hết lớp mấy? Anh học hết lớp 7 đó. Lớp 7 à? Vâng. Học hết lớp 7 xong là đi ra học cả trường đời luôn à anh? Học lớp 7 xong là lấy vợ. Ui giời. Ê, anh lấy vợ sớm hết nhỉ? Ừ. Không hợp nhau thì bỏ nhau. Thế là anh cũng lấy hai vợ rồi à? Ui, anh ba vợ rồi. Ôi ôi, thế lấy nhiều vợ thế nhỉ? Ba vợ rồi. Đào hoa đấy nhỉ? Thế thôi. Giờ ra ngoài đời vẫn có gái theo mà. Ấy, anh có bí quyết nào ấy? Hay anh gửi một lời chào tới các bác ở trên khán giả trên kênh em được không? Vâng. Vâng. Chào các bác, các anh, các chị nhá. tối nay không xong móng à? Thì mai làm tiếp. Mai làm tiếp á? Ừ. Nhưng mà xong thì quá trình thời gian mà anh em mình làm với nhau mà lâu quá thì không được đâu ấy. Không được đâu. Hẹn đúng một tháng. Hẹn đúng một tháng. Nhưng mà sau này trong quá trình làm mưa thì sao? Mưa thì không tính, tính ngày làm chứ. Ngày mưa ai tính. Đấy, ngôi nhà thế này thì các anh thợ dự tính với cháu lực là làm độ tầm 1 tháng là xong các bác. Nhưng mà nếu mà trong cái quá trình đấy mà có mưa thì ra là không có làm được thì phải hơn 1 tháng. Đấy, hôm nay thì chắc là cháu lực cũng xin được chia sẻ cái thước phim ở đây thôi cô bác ạ. Và cái thước phim hôm nay thì sẽ là chỉ làm cái phần móng thế này trước thôi cô bác nhá. Đấy, cũng phải xin là cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em
Thật sự ra thì mà nói để mà cái kinh nghiệm mà xây dựng thì cháu Lực cũng chưa có biết nhiều. Thì trong thời gian qua thì cháu Lực cũng được tận dụng rất là nhiều cô bác anh chị ở trên kênh, và cháu Lực cũng đi hỏi rất là nhiều các anh thợ. Thì bây giờ bản thân của mình cũng đúc kết ra được một chút cái kinh nghiệm về cái nghề xây dựng rồi. Nói là xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các anh chị. Xin chào các cô các bác nhá. Chào những khán giả đang xem kênh của Bản Em của em Lực nhá. Xin chào khán giả nhá. Rồi, em cảm ơn anh nhá.